Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Thầy ông nội và ba đệ tử bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Lê Tùng Vân, thường được gọi là Thầy ông nội, và ba đệ tử là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương đã chỉ bị khởi tố với tội danh duy nhất là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Tờ báo mạng Vietnamnet cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt tạm giam 3 người sống ở tỉnh Thất Bồng Lai. Riêng ông Lê Tùng Vân, năm nay 90 tuổi, được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là hình ảnh 4 người trong tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố từ trái qua là ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Tờ báo nhà nước nói không cho biết thêm những hành vi mà 4 người này đã làm. Tuy nhiên, đây là điều luật thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để buộc tội những nhà hoạt động đòi tự do tôn giáo, nhân quyền. Cũng như đài tiếng nói EFA tại Mỹ đã đưa tin, vào hôm 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan công an tiến hành khám xét căn hộ tu tại gia của bà Cao Thị Cúc ở Long An, thường được gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, sau khi đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ngay sau đó, các tờ báo nhà nước đồng loạt dẫn các nguồn tin giấu tên từ cơ quan điều tra nói ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân và tội lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Fanpage Sinh Dubai có gần 200.000 người theo dõi, đưa ra một trang văn bản không có mộc, giáp lai, không có chữ ký, nhưng lại cho là dò dỉ để cơ quan điều tra cáo buộc thầy ông nội là cha của nhiều đứa trẻ trong Tịnh Thất Bồng Lai. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét về vụ việc qua tin nhắn với đài tiếng nói Á Châu Tự Do như sau. Cách làm này dẫn đến việc tạo thêm một đám đông rộng lớn ủng hộ việc trừng phạt những người ở Tịnh Thất Bồng Lai ở trong một tâm trạng ghét bỏ, và lợi dụng những điều đó, chính quyền có thể thành hành sự những điều bất minh và vô pháp trong việc kết án những người này, tạo tiền lệ về một xã hội không còn an toàn trong khung luật pháp và cổ vũ những kiểu hành động rừng rú. Sự việc này làm người ta nhớ đến các vụ án của những người bất đồng chính kiến trước kia, như vụ tiến sĩ luật Cù Huy Hỏa Vũ bị bắt vào năm 2010 ở trong phòng khách sạn với một người phụ nữ và có 2 bao cao su đã qua sử dụng. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan an ninh điều tra của Công an Hà Nội đã đổi tội danh từ quan hệ bất chính sang cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hình ảnh báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin ông Cù Huy Hỏa Vũ quan hệ bất chính, nhưng ngay sau đó nhà cầm quyền lại cáo buộc ông Vũ là tuyên truyền chống nhà nước. Một người khác có tên là blogger điếu cày, tức là ông Nguyễn Văn Hải, bị xử phạt 30 tháng tù giam về tội trốn thuế vào hồi năm 2008, nhưng sau khi hết thời hạn tạm giam lại bị tiếp tục khởi tố tội danh khác là tuyên truyền chống nhà nước với 12 năm tù giam bị tuyên tại phiên tòa vào hồi năm 2012. Và chuyện gì đã xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai cũng là câu hỏi được đặt ra. Hôm 24 tháng 10 năm 2019, ông Võ Văn Thắng và vợ cùng hàng chục người khác xông vào cơ sở tu tại gia của bà Cao Thị Cúc để tìm con là Võ Thị Diễm My, 20 tuổi, được cho là đang ở đây để tu tập. Một phụ nữ đi theo nhóm bà là bà Châu Vinh Hóa dùng miếng gạch men ném vào mặt của ông Lê Thanh Nhị Nguyên, một người đang tu tại gia ở đây, gây thương tích tới 13%. Không lâu sau đó, cô Võ Thị Diễm My quay lại Tịnh Thất Bồng Lai, được xuống tóc và sống cùng với những người trong hộ của bà Cao Thị Cúc. Khoảng ngày 12 tháng 12 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa mời cô Diễm My lên để giải quyết việc đơn tìm con của ông Võ Ngọc Thắng. Tuy nhiên sau đó, cơ quan này đã bàn giao cô My cho gia đình. Khi biết thông tin này, ông Lê Tùng Vân và những đệ tử đã ở trụ sở công an quay phim, nói công an bắt cóc người và đòi chính quyền giao lại cô Diễm My để đăng ký tạm trú tại đây. Video này sau đó đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Không lâu sau đó, cô My lấy được điện thoại, quay lại video nói mình bị công an bắt cóc và bị bố mẹ ruột giam cầm và cho uống thuốc. Chỉ khoảng 12 ngày sau khi trở về nhà, cô Võ Thị Diễm My từ tầng 3 nhảy xuống mái nhà bên cạnh và nhảy xuống đường để bỏ trốn khỏi nhà, nhưng bị gia đình tìm ra không lâu sau đó. Đây là hình ảnh cô Võ Thị Diễm My khi còn ở Tịnh Thất Bồng Lai.
Một lần nữa, không biết bằng cách nào cô này tiếp tục trốn ra khỏi nhà và cho biết đang ở một nơi nào đó không xác định, tiếp tục đăng tải video clip tố cáo gia đình. Cụ thể là cha ruột xâm hại cô khi bị nhốt ở trong nhà. Hiện gia đình cô My vẫn tiếp tục tìm kiếm cô này và cho rằng con gái mình có những biểu hiện không bình thường. Trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, bà Châu Vĩnh Hóa, người ném gạch men vào một tu sĩ tại gia ở tỉnh Thất Bồng Lai, bị y tuyên án sơ thẩm là 2 năm tù, nhưng được cho hưởng án treo và bồi thường 17 triệu đồng cho bị hại. Anh Lê Minh Thanh Tú, một trẻ mồ côi được nuôi dạy ở tỉnh Thất Bồng Lai từ năm 1988, hiện sống và làm việc ở Sài Gòn vào tối ngày 4 tháng 1, có nhận định về thông tin vừa nêu trên như sau. Chính quyền Long An đưa thông tin khi có công an xuống làm việc mà sao lại có cô Mai, chú Thắng ở đó. Hai người này không hề có liên quan, tức là cáo buộc của chính quyền mà lại có hai nhân vật này khi có công an xuống vậy. Khám xét thì không biết có lệnh hay không, thứ hai là chưa có thông tin gì mà có nhiều báo hôm nay biết là trục lợi về tôn giáo, rồi là trục lợi các bé, vân vân và một số khác, mà trong khi chính quyền chưa có thông tin chính xác mà báo chí lại lên tiếng trước thì không biết có đúng hay không, hay lại là báo chí bẩn. Nói không đúng sự thật khi công an chưa đưa ra thông tin mà chỉ nghe phỏng đoán, làm dư luận rất hoang mang. Như lời anh Lê Thanh Minh Tú nhắc đến cô Mai, ông Thắng, đây là hai người vào tháng 10 năm 2019 đã dẫn hàng chục người từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Thất Bồng Lai với lý do tìm người con ruột là cô Võ Diễm My, 22 tuổi. Người này được nói trước đó đã xin xuất gia đi tu ở tỉnh Thất Bồng Lai nhưng bị cha mẹ ngăn cấm. Lúc bấy giờ, trong nhóm của người ông Thắng, bà Mai dẫn đầu, có bà Châu Vinh Hóa, khi xô sát đã ném miếng gạch men vào mặt ông Nhị Nguyên, một người ở tỉnh Thất, gây thương tích 13%. Bà Hóa sau đó bị tuyên phạt 2 năm tù với cáo buộc cố ý gây thương tích và buộc phải bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng. Đây là hình ảnh nhóm người đến đập phá tỉnh Thất Bồng Lai được camera quay ghi lại. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An khi khám xét tỉnh Thất Bồng Lai vào hôm 4 tháng 1 cho biết vẫn đang xác định nội dung khởi tố, chưa có kết luận. Tuy nhiên, báo nhà nước vẫn đồng loạt cho rằng tỉnh Thất Bồng Lai bị cáo buộc lợi dụng tôn giáo, nuôi trẻ em để trục lợi. Anh Lê Minh Thành Tú cho biết thực tế những gì anh chứng kiến khi được nuôi dạy ở tỉnh Thất Bồng Lai như sau. Em là trẻ mồ côi ở đó, tức là tỉnh Thất Bồng Lai, từ hồi năm 1988. Tới năm 2019 vì công việc nên em phải ra Sài Gòn ở trọ để gần công ty. Em được tồn tại là nhờ sự nuôi nấng của các thầy, các cô trong đó. Các thầy cho ăn, cho học, muốn học đến đâu là các thầy cho học đến đó. Thầy không có cấm cản học để đi lao động. Thầy không ép. Thầy muốn mình học, được tự do, không ép mình theo một nghề nghiệp nào hay làm công việc nào cả. Thầy nói, con muốn làm gì thì tùy con, miễn không vi phạm đạo đức xã hội. Không làm gì sai trái, con cứ làm. Em theo gương của thầy và được học đến bây giờ. Tịnh Thất Bồng Lai sau này đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ là cơ sở do bà Cao Thị Cúc xây dựng. Báo chí nhà nước cho rằng bà Cúc ban đầu làm nhà riêng để ở, sau vận chuyển các tượng Phật, đồ thờ cúng vào để biến nơi này thành cơ sở thờ tự. Sở Nội vụ tỉnh Long An trước đó cũng cho rằng hộ bà Cúc không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng ban tôn giáo của Chính phủ cũng cho rằng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai không phải là nơi hợp pháp. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng trước đó thường livestream phát hình trực tiếp tố cáo tỉnh Thất Bồng Lai và thách thức ông Lê Tùng Vân tự mình đi giám định ADN với cáo buộc ông phạm tội loạn luân. Sau đó, báo chí đồng loạt đăng nhiều tin bài cho rằng tỉnh Thất Bồng Lai hoạt động trái pháp luật. Mặc dù bà Cúc khẳng định chỉ thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo, nhưng ông Trọng vẫn khẳng định rằng vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Tuy nhiên, ông Thích Nhật Từ, một quan chức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 2017, từng nhận định ông Hoàng Nguyên Nhất và Nhất Nguyên ở tỉnh Thất Bồng Lai không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa gạt bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Theo ông Từ, khu Bồng Lai Viện chỉ là một tịnh thất, không có bảng hiệu chùa, nên không có đăng ký từ thiện, từ viện với Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Cụ
Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì chùa Bồng Lai. Ông Từ còn nói rằng những cáo buộc về Tịnh Thất Bồng Lai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là vội vã. Việc lấy nhà làm chùa hoặc địa điểm tụ họp hoạt động tôn giáo là nhu cầu thực tế của người dân. Tuy nhiên, những quy định quản lý về tôn giáo hiện nay của chính phủ Việt Nam bị cho rằng đã cản trở việc này. Luật tín ngưỡng và tôn giáo của chính phủ Việt Nam quy định cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở pháp khác của tổ chức tôn giáo đều phải được chính quyền địa phương cho phép thành lập. Ngoài ra, người dân nếu muốn lấy nhà làm chùa thì cần có sự đồng ý của tổ chức Phật giáo được công nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trở thành nhà tù lớn thứ ba thế giới đối với tự do báo chí. Việc Việt Nam kết án tù thêm hàng chục nhà báo trong năm 2021 đã khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF đã ghi nhận con số lớn nhất từ trước đến nay những người viết báo đang bị cầm tù trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thống kê vào năm mới được Tổ chức Tự do Báo chí công bố cho biết một con số kỷ lục các nhà báo là 488, trong đó có 60 phụ nữ đang bị giam giữ tại các nhà tù trên thế giới, trong khi 65 người khác đang bị bắt giữ làm con tin tính đến giữa tháng 12 vừa qua. Theo Tổ chức Chuyên vận động cho Tự do Báo chí độc lập và đa nguyên trên toàn cầu, những nhà báo này bị bỏ tù và bị bắt giữ chỉ vì họ làm công việc của mình, và con số này tăng hơn 20% so với cùng thời gian này năm trước đó, chủ yếu do các vụ trấn áp đối với báo chí ở Myanmar, Belarus và Hồng Kông. Với 43 nhà báo bị giam cầm sau song sắt, Việt Nam chỉ xếp sau có Trung Quốc với 127 người và Myanmar với 53 người hoạt động báo chí đang bị án tù. Con số này thật là kinh khủng khi những phóng viên báo chí tự do tại Việt Nam chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Theo thống kê của Tổ chức Nhà báo Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về giam giữ các nhà báo sau Trung Quốc, Myanmar. Cũng ở năm ngoái, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất sau Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Ai Cập với 28 người. Chưa bao giờ có nhiều nhà báo và các blogger vì lợi ích cộng đồng phải ngồi tù nhiều như lúc này ở Việt Nam. Trưởng ban châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Daniel Bastard đã nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Việt Nam là một nhà tù lớn thứ ba của thế giới đối với các nhà báo, ngay sau các chế độ nguyên chuyên quyền như Trung Quốc của Tập Cận Bình và Myanmar do chính quyền quân nhân cai trị. Con số thống kê lượng nhà báo đang bị giam cầm tại Việt Nam được đưa ra trước khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử nhà báo tự do Lê Trọng Hùng và tuyên phạt người thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước tới 5 năm tù vì ông đã tuyên truyền chống nhà nước vào hôm 31 tháng 12. Trước đó, trong tháng, 4 nhà bất đồng chính kiến khác, trong đó có nhà báo nổi danh như Phạm Đoan Trang, cũng bị đưa ra xét xử và nhận các bản án tù từ 6 đến 10 năm. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nữ. Bên cạnh Belarus, nước giam nhiều nhà báo nữ hơn nam cùng Myanmar và Iran. Số lượng các nhà báo nữ được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thống kê nhiều hơn bao giờ hết và chiếm tới 12,3% tổng số những người làm báo bị bỏ tù, tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước đây. Trung Quốc cũng là nước giam giữ nhiều nhà báo nữ nhất với 19 người. Thống kê của tổ chức có trụ sở tại Paris cho thấy hiện có 4 nhà báo nữ đang bị giam cầm ở Việt Nam, trong đó có bà Trang, người từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Đây là hình ảnh nhà báo tự do Phạm Đoan Trang được trao giải tự do báo chí vào năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Nữ nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận vì sự đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đã bị kết án 9 năm tù vào hôm 14 tháng 12 vừa qua. Trước đó, trong năm 2021, Việt Nam cũng đưa ra xét xử một loạt các nhà báo, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập vào tháng 1 và Nhóm báo sạch vào tháng 10. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và blogger
của Đài Tiếng Hoa Kỳ là một trong số hai nhà báo duy nhất trên thế giới, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, bị kết án nặng nhất với 15 năm tù trong năm 2021. Người cũng nhận bản án dài tương tự 5 năm vừa qua đó là nhà báo Ả Rập Xê Út gốc Yemen, Ali. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, việc ông Dũng lập ra hội nhà báo độc lập là một sự bất thường trong một đất nước mà tất cả các phương tiện truyền thông được cho là phải tuân theo đường lối của ban tuyên giáo. Và án tù nặng cho bà Phạm Đoan Trang hay Phạm Trị Dũng cho thấy lập trường cứng rắn hơn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay ở Hà Nội. Tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hiếm khi tồi tệ như hiện nay trong lịch sử đương đại gần đây. Ông Bastad đã nói và cho rằng chính phủ Việt Nam cũng tăng cường trấn áp các nhà báo bất đồng chính kiến trong năm qua, một phần do sự làm ngơ của cộng đồng quốc tế. Đây là hình ảnh một mặt Việt Nam rêu rao với thế giới là có dân chủ, một mặt thì bỏ tù hàng loạt các nhà báo bất đồng chính kiến. Rõ ràng là các ràng buộc thương mại đã che khuất rất nhiều chính phủ phương Tây, không tính đến việc thẳng tay đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, cũng như sự độc quyền của bộ máy hành chính của những người trung thành với Đảng Cộng sản do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Ông Bastad đã nói và kêu gọi các chính phủ ở châu Âu và Bắc Mỹ có các biện pháp nghiêm túc và áp đặt các lệnh trừng phạt có mục tiêu chống lại các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp các nhà báo bất đồng chính kiến. Việt Nam được xem là không có tự do báo chí khi bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng 175 trên 180 trên bảng chỉ số tự do báo chí năm 2021 toàn cầu. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Nội luôn phản bác chỉ trích về hồ sơ nhân quyền Việt Nam và nói rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bỏ tù ở đây. Sau khi nhóm báo sạch bị kết án tổng cộng 14 năm tù cuối tháng 10 vừa qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng phủ nhận việc gọi 5 thành viên của nhóm này là các nhà báo và nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu cũng lên án vụ xét xử nhóm báo sạch và các bản án dành cho các nhà báo khác trong năm qua ở Việt Nam, đặc biệt là đối với nhà báo Phạm Đoan Trang. Đây là hình ảnh 4 thành viên của nhóm báo sạch từ trái qua: Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo, Trương Châu Hữu Danh. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và những nhà hoạt động vì dân chủ cho rằng phản ứng của các chính phủ phương Tây chưa đủ và phải có các biện pháp cứng rắn hơn đối với việc đàn áp của Hà Nội. Thế giới không chỉ tiếp tục nhìn tình hình tự do báo chí ngày càng xấu đi ở Việt Nam mà không có hành động gì, ông Bastad đã nói như vậy. Và các nhà báo và những blogger vì lợi ích cộng đồng đang phải trả một cái giá rất đắt để tìm cách thông tin cho những đồng bào của mình và cả thế giới về những gì đang thực sự xảy ra ở đất nước của họ. Những quốc gia từng tuyên bố được thúc đẩy bởi các giá trị nhân quyền phổ quát về hành động tương ứng và kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện nay đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam trong năm 2021 đã bắt giữ khoảng 40 người với các cáo buộc tội danh như phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, v.v. Chỉ trong tháng 12, Tòa án Hà Nội và Nam Định đã tuyên tổng cộng sơ thẩm 40 năm tù đối với 5 nhà báo và nhà hoạt động. Ngoài ra, ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng cũng bị tuyên án sơ thẩm, y án sơ thẩm với 10 năm tù giam trong một phiên tòa ít được chú ý. Một tòa án sơ thẩm ở Việt Nam vào hôm 31 tháng 12 năm 2021 đã kết tội ông Lê Trọng Hùng, một nhà báo độc lập thường được phơi bày các vấn nạn tham nhũng trong nước là tuyên truyền chống nhà nước, và tuyên án ông Hùng 5 năm tù cùng 5 năm quản chế mặc dù ông Hùng không nhận tội tại phiên tòa. Trước khi bị bắt, ông Lê Trọng Hùng đã tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 tại thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng đã đến thăm và mang sách hiến pháp để tặng cho cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm. Hôm 23 tháng 12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu rằng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu như trên tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo vào năm 2021. Ông Môn nói rằng nhờ vào công tác nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội trên không gian mạng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó phát hiện trước mỗi sự kiện lớn của đất nước
và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, các lực lượng thù địch. Phản động đã gia tăng hoạt động chống phá đảng và nhà nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương phát biểu rằng đối tượng thế lực này với phương thức hoạt động mới là lợi dụng các vấn đề an sinh xã hội để tổ chức các hoạt động công kích, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chế độ, gây mất đoàn kết, chia rẽ lực lượng công an, quân đội, bác bỏ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Và cứ như thế, Đảng và Chính phủ Việt Nam loanh quanh tìm mọi cách kìm hãm sự phát triển của đất nước và đàn áp người dân Việt Nam.